Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, mặt tiền đường Thuận Giao 25 kết nối với hàng loạt những tuyến đường lớn như là cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, quốc lộ 13, và vì vậy mà sẽ liên kết với rất nhiều những tiện ích. Anh Đỗ Cẩm Thu có thể liệt kê ra một số tiện ích ở đây đó. Có thể nhìn ngay đây, đối diện với dự án là trường cấp 2, kế bên là trường mầm non Thuận Giao. Đi khoảng 5 phút sẽ đến với trường tiểu học Thuận Giao. Chỉ trong vòng từ 5 đến 15 phút di chuyển thì cư dân tại Legacy Central có thể đến tất cả các tiện ích xung quanh khu vực như chợ Thuận Giao, bệnh viện quốc tế BKMS, bệnh viện quốc tế Columbia, bệnh viện đa khoa An Phú hay sân golf Sông Bé, Aeon Mall, Lotte Mart. Không chỉ vậy mà dự án của mình còn nằm giữa ba thành phố lớn, đó là thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thủ Đức, nên việc mà cư dân di chuyển đến các thành phố khác rất là dễ dàng và thuận lợi. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì Trọng Khiêm và Cẩm Thu vừa mới gửi đến quý vị những thông tin về tổng quan tiện ích cũng như là vị trí của dự án Legacy Central. Chắc hẳn rằng quý vị cũng đã có những cái nhìn khái quát nhất. Thế còn không gian sống như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo chân Trọng Khiêm và Cẩm Thu đi khám phá về những hình ảnh đẹp nhất của nhà mẫu dự án Legacy Central nhé. Xin mời. Căn hộ Studio có cửa chính là ván ép cao cấp đến từ thương hiệu gỗ An Cường, có khả năng chống chày, chống cháy theo quy định. Cửa chính còn được trang bị một bộ khóa cửa thương hiệu Siemens, tích hợp nhiều công năng như là mã số, vân tay, thẻ từ hay bộ khóa cửa rất tiện lợi. Căn hộ Studio có diện tích 32,9m², có điểm đặc biệt là được thiết kế mở, mọi không gian nằm trong một không gian, từ đó gia chủ có thể thỏa sức tùy biến căn hộ theo sở thích và phong cách riêng. Không gian bếp rộng 10,5m², chủ đầu tư đã trang bị sẵn hệ thống tủ gỗ An Cường, ván ép cao cấp, chống chày, ổ vàng. Tủ bếp trên được thiết kế đụn trần, giúp tận dụng tối đa không gian, tăng diện tích chứa đồ cho gia chủ. Tường bếp được làm bằng kính cường lực chịu nhiệt. Ngoài ra còn có hai bồn rửa âm và vòi rửa chất lượng, đảm bảo vệ sinh cho không gian bếp. Máy hút khói chất liệu thép không rỉ, sơn tĩnh điện thương hiệu Torino. Chỉ cần mua thêm bếp điện từ, nồi cơm điện và vài vật dụng nữa là đã có thể hoàn chỉnh không gian bếp. Không gian bếp nối liền với lô gia hoặc là ban công, giúp căn hộ thoáng mát, dễ dàng đón ánh sáng và gió trời. Không gian tiếp đón khách cũng rất thông thoáng, có thể kết hợp làm không gian sinh hoạt chung cho cả gia đình, xem phim và đọc sách. Không gian ngủ được thiết kế khéo léo, ở đây còn có cửa sổ giúp mình ngủ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe và giấc ngủ sâu. Và đây là gợi ý thiết kế cho phòng ngủ gọn sân đầy đủ công năng. Một tủ quần áo thiết kế đơn giản, kết hợp với đồ trang điểm, túi sách. Ở trên có hệ thống tủ rộng để vali hay là các món đồ ít sử dụng. Quý khách hàng thì nên lắp đặt giường có tủ ở dưới nhằm tăng diện tích để đồ và căn phòng cũng trở nên rất là gọn gàng. Mọi không gian căn hộ Studio được thiết kế thông minh và thoáng mát. Còn phòng vệ sinh cũng được đầu tư kỹ lưỡng và bàn giao những thiết bị cao cấp của thương hiệu Toto, mang lại sự sang trọng và hiện đại. Căn hộ Studio được bài trí khéo léo và hài hòa, giúp căn hộ trở nên rộng thoáng. Và căn Studio này sẽ là không gian lý tưởng cho những bạn trẻ ưa thích cuộc sống hiện đại và tối giản. Tiếp theo, kính mời quý khách hàng cùng khám phá căn hộ một phòng ngủ. Căn hộ một phòng ngủ có diện tích 42m², được tính toán hợp lý và tối ưu diện tích, giúp căn hộ trở nên rộng rãi. Từ phòng bếp đến phòng khách khá thông thoáng, ở đây còn có ban công đón ánh sáng tự nhiên và có thể tận dụng làm nơi đọc sách hoặc hóng mát. Căn hộ một phòng ngủ có 3 điểm nổi bật. Đầu tiên, căn hộ được thiết kế đa dạng từ diện tích 42 đến 55m², tạo ra sự sinh động về view, hướng và phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Thứ hai, không gian phòng ngủ hoàn toàn độc lập và tách biệt với những không gian khác, tạo sự riêng tư và thoải mái nhất cho gia chủ. Thứ ba, căn hộ được thiết kế thêm một không gian đa năng, gia chủ có thể tùy biến thành phòng ngủ khi có bạn bè hoặc người thân đến chơi, hoặc có thể thiết kế thành phòng làm việc hoặc phòng đọc sách. Phòng ngủ có diện tích 8,8m², vừa đủ cho hai vợ chồng và một bé. Sàn được lót bằng gỗ giúp căn phòng trở nên ấm cúng nhưng vẫn đảm bảo thoáng mát nhờ có cửa sổ lớn. Cùng tương tự như căn hộ Studio, căn hộ này cũng được bàn giao hoàn thiện cơ bản đến từ những thương hiệu nổi tiếng như Toto, An Cường, Panasonic.
nên khách hàng có thể dọn vào ở ngay. Với diện tích vừa phải, vừa đủ ấm cúng, sang trọng và tiện nghi, căn hộ một phòng ngủ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những cặp đôi mới cưới. Và tiếp theo, kính mời quý khách hàng trải nghiệm không gian sống tại căn hộ 2 phòng ngủ. Căn hộ 2 phòng ngủ cũng được thiết kế rất là thông minh và tinh tế. Đây là khu vực bếp có diện tích lên đến 16,2m2, vừa đủ cho những thành viên trong gia đình cùng chỗ tay nấu những món ăn ngon. Không gian bếp còn được chăm chút rất là kỹ lưỡng, từ thiết kế đến thiết bị bàn giao như tủ gỗ an cường, mặt bếp bằng đá granite, tường bếp chịu lực, chịu nhiệt. Kế bên là phòng khách có diện tích 7,3m2, là nơi đón người thân, bạn bè, cũng là không gian sum họp của gia đình. Ban công rộng thoáng giúp gia chủ tận dụng tốt ánh sáng tự nhiên và tiết kiệm điện, vừa có thể làm sân phơi quần áo. Từ ban công, gia chủ có thể ngắm nhìn những mảng xanh tươi, hồ bơi tràn bờ, công viên hay cảnh phố thị nhộn nhịp. Căn 2 phòng ngủ có 2 nhà vệ sinh, gồm nhà vệ sinh chung và phòng vệ sinh được bố trí trong phòng ngủ của người lớn, được sử dụng cửa gỗ của An Cường chống ẩm và thiết bị vệ sinh của thương hiệu Toto, quạt hút âm trần, thép không rỉ của Parasonic và hệ thống cấp thoát nước Bình Minh. Phòng ngủ dành cho người lớn có diện tích 10,4m2, được thiết kế tinh tế, kết hợp với sàn lót gỗ màu nâu trầm, tạo cảm giác ấm cúng. Diện tích này hoàn toàn thoải mái cho 2 người lớn và một bé nhỏ sinh hoạt. Ở đây còn có một cửa sổ lớn, nếu như gia chủ không thích mở máy lạnh thì có thể đón gió trời tự nhiên. Phòng ngủ cho bé được thiết kế màu sắc tươi trẻ năng động và có diện tích lên đến 9,3m2, không kém cạnh phòng ngủ master, không gian thoải mái cho hai bé cùng sinh hoạt và có cửa sổ giúp căn phòng thông thoáng, tốt cho sức khỏe của hai bé. Với diện tích lớn và bài trí khéo léo, căn hộ 2 phòng ngủ là không gian lý tưởng cho những gia đình trẻ có con nhỏ, có không gian rộng thoáng để cả gia đình sinh hoạt năng động và đầy đủ tiện nghi. Như vậy là quý khách hàng đã trải nghiệm hết không gian nhà mẫu dự án Legacy Central. Dự án được thiết kế rất tinh tế, hiện đại, mang đến cho mỗi gia chủ không gian sống thoải mái. Đặc biệt, mỗi căn hộ đều được bàn giao hoàn thiện cơ bản, nên gia chủ có thể dọn vào ở ngay, vừa tiết kiệm được một khoản chi phí và thời gian hoàn thiện.